Chào các bạn, hôm nay các bạn được giao lưu với bạn Nhi, một doanh nhân rất là còn trẻ, rất là đẹp trai. Em hãy cho mọi người biết là hiện tại em bao nhiêu tuổi và em ra khởi nghiệp được mấy năm rồi? Dạ, xin chào các bạn, thì mình tên là Huỳnh Văn Nhi. Thì hiện mình đã kinh doanh được khoảng hơn 1 năm rưỡi rồi. Thì hiện nay mình đang 24 tuổi. 24 tuổi? Dạ. Tại sao ra khởi nghiệp sớm vậy? Tại cái độ tuổi đó người ta còn đang đi làm công rồi mà tại sao em ra khởi nghiệp sớm vậy? Dạ, tại vì em thấy được là em có tuổi trẻ và em không có mắc gì cả. Em thấy được ước mơ của em thì với làm công thì nó không có thực hiện được. Người ta nói là tuổi trẻ mà ra làm kinh doanh sớm mắc nhiều thứ lắm chứ. Tại sao em nói là không mắc gì? Dạ, tại vì lúc đó em chưa có gia đình và cũng chưa có vợ con gì hết, mà cũng tiền khởi nghiệp thì cũng không có nhiều á. Lúc đó em cũng nghĩ là làm nhỏ thôi thì mình cứ dấn thân mình thử. Tóm lại là không có gì để mắc đúng không? Dạ. Lúc còn trẻ không có gì để mắc, già rồi ra kinh doanh có nhiều cái để mắc đúng không? Dạ. Rồi lúc em ra kinh doanh đó gia đình có cản trở em không? Dạ, thật sự thì thời điểm đó thì gia đình cũng khuyên là tại sao con không chọn cái nghề nào đó để con làm cho nó khỏe rồi kinh doanh chi. Nói chung là bạn bè với đồng nghiệp thì cũng là em sợ. Hù sao? Dạ, hù em là lúc trước như là những ai là kinh doanh rồi mà thất bại thì sẽ hù em là mày chưa có gì hết, chưa quan hệ, chưa có tiền, chưa có gì hết thì cũng kinh doanh thì cũng không có tốt đâu. Tại vì còn quá nhỏ, quá trẻ, là không có vốn. Nhưng mà lúc đó em quyết tâm của em nó cao hơn lời nói đó. Em không biết là em nhìn vào cái cột mốc gì hoặc là hay là cái đam mê làm kinh doanh hay là một cái tấm gương gì mà nó làm em quyết tâm vậy. Dạ, thời điểm đó thì em có đọc một cuốn sách của Nghĩ Giàu Làm Giàu. Thì lúc đó em có tìm hiểu là những ước mơ và những gì mình muốn đạt được thì mình cần phải hành động, phải có kế hoạch cho nó. Thì em cái ước mơ của em là phải có tự do tài chính và giúp đỡ được ba mẹ. Tại thời điểm đó là em chỉ tiền lương của em không đủ nuôi sống ba mẹ em, mà chỉ nuôi sống bản thân em thôi. Tuyệt vời. Một cái suy nghĩ tuyệt vời. Vậy em ra em chọn kinh doanh cái lĩnh vực gì? Dạ, em tại là em đang chọn kinh doanh lĩnh vực là camera giám sát và thiết bị chống trộm. Và cái sản phẩm tiếp theo sắp tới em hướng tới là nhà thông minh. Sao mà em biết cái sản phẩm này mà em lại ra kinh doanh? Em có kinh nghiệm gì về nó chưa? Dạ, thật tự là lúc đó em đã kinh doanh camera này hồi 18 tuổi. 18 tuổi? Dạ. Thì lúc đó em cũng có kinh nghiệm về nó khoảng hơn 5 năm rồi. Dạ. Cho nên khi quyết định ra kinh doanh thì em cũng suy nghĩ là mình sẽ đi làm bên lĩnh vực về công nghệ thông tin và thiết bị an ninh này. Dạ. Cái việc kinh doanh từ đó tới đây thuận lợi? Dạ, thời điểm ban đầu giống như mọi người nói là rất là khó khăn. Dạ, tại vì mình ban đầu cũng không có mối quan hệ và cũng không có kinh nghiệm về kinh doanh, kỹ năng gì hết. Còn bây giờ? Còn bây giờ thì em giống như là mọi việc nó rất là thuận lợi với em vì em đã quen với những việc đó rồi. Cái thương hiệu của em là gì? Dạ, thương hiệu của em là Capitec. Capitec, đúng không? Dạ. Capitec đúng không? Dạ, đúng rồi. Em có thể cho mọi người biết là tại sao cái logo như vậy và tại sao em đặt tên nó như vậy không? Dạ, cái logo này thì tại ban đầu em nghĩ là nó sẽ là liên quan về tới công nghệ và bo mạch. Cái bo mạch. Dạ, cho nên em mới thiết kế là có hình cái đường về bo mạch. Capitec. Dạ, Capitec thì ban đầu em suy nghĩ là về capital, là một cái thủ đô gì đó mà em muốn làm nó cái công ty nó lớn lên. Dạ. Còn nếu mà viết tắt của một tiếng Anh thì là Center of the Analysis for ECU, là giống như là mình một cái trung tâm mà chuyên gia phân tích gì giải pháp giúp cho khách hàng về vấn đề đó. Tuyệt vời. Mọi người muốn tìm về em thì mọi người tìm như thế nào? Dạ, mọi người có thể lên Google bấm Huỳnh Văn Nhi là có thể ra thông tin của em. Hoặc là thông qua Huỳnh Văn Nhi kinh doanh gì. Huỳnh Văn Nhi kinh doanh gì. Tuyệt vời. Vậy thì những cái lúc kinh doanh mà lúc khó khăn á thì em làm gì để em vượt qua? Thường là em nếu mà lúc khó khăn thì em cũng lúc nào cũng phải bình tĩnh và giải quyết cái xem có vấn đề như thế nào để mình giải quyết. Chứ lúc đó lúc trước thì em cũng hay gặp cái gì đó em hay quýnh quán lên, không biết làm gì hết.
mà càng quýnh quán càng áp lực thì vấn đề nó không được giải quyết nhiều. Thường thì em sẽ bình lặng mà không làm gì hết, im luôn. Lúc đó để mình cái đầu óc em nó không bị stress thì nó giải quyết được. Cái khách hàng á, trong quá trình kinh doanh á, em có cái khách hàng nào họ làm cho em buồn không, làm cho em thất vọng không? Dạ chắc chắn là có rồi. Em có thể kể cái câu chuyện đó, qua câu chuyện đó em học được cái gì? Dạ giống như là khi mà mình lúc đó em có một khách hàng về em đi lắp camera. Thì trong thời điểm mà em lắp á, thì em gặp những vấn đề giống như là mình làm chưa được đẹp hoặc là tại lúc đó mới làm thôi. Và họ cũng gọi phản ánh với em. Mà họ cũng nói sao vậy, nhưng mà thật sự là lúc đó em cũng chưa biết kinh nghiệm vì để làm sao mà cái nó hoàn mỹ hơn. Và sau những lần mà phàn nàn về từng vấn đề nhỏ vậy thì em rút ra được nhiều bài học và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Đúng là mình rất là cảm ơn những người khách hàng mà nhờ khách hàng mà hoàn thiện hơn. Đúng rồi, nhờ khách hàng mà mình lớn trưởng thành hơn. Cái cơ duyên nào mà em biết đến Bitrining, biết đến mình? Dạ thật sự là ban đầu em kinh doanh nó thiếu nhiều, rất là nhiều kỹ năng. Chính vì vậy mà em cũng gặp bế tắc trong kinh doanh về tài chính và cách làm thế nào để làm cho khách hàng tin tưởng mình. Và mình phải có một cái hệ thống như thế nào đó để công ty mình có thể lớn hơn chứ không phải là nó nằm yên một chỗ. Thì em đã tìm hiểu trên mạng. Trên Google. Dạ. Trên Google hay trên Facebook? Trên Google. Và cái tự nhiên gặp đến mình. Dạ và đọc được sách của thầy. Tại trang đọc thử của Tiki. Em cũng đọc của thầy và mua sách về thì em cũng đọc hết luôn. Hay quá. Mọi người mà họ biết em qua cái đoạn video này đó, họ muốn liên hệ em để nhờ em tư vấn hoặc là muốn lắp đặt hoặc là muốn học hỏi gì đó từ em thì bằng cách nào? Dạ thì em có thể tìm em nhiều thông tin từ YouTube hoặc là Google với tên Huỳnh Văn Nhi, hoặc là có thể liên hệ với số điện thoại của em là 0934249758. Em có cái lời nói nào, một cái chia sẻ nào, một cái câu chuyện nào hay cho những cái bạn đang chuẩn bị ra làm cái gì không? Dạ em thấy em giống như là sau kinh nghiệm thời gian qua và em đã học được từ thầy và các bạn, thì những người thành công đi trước thì em rút ra được bài học là các bạn mới ra kinh doanh thì chúng ta hãy từ từ trải nghiệm và ngắm từng vấn đề đang xảy ra, đừng có nản và bỏ. Đó là tại vì những vấn đề đó là những cái bài học để cho mình vững chắc hơn trên đường kinh doanh sắp tới. Vâng, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem đoạn video giới thiệu về bạn Nhi. Chúng ta sẽ gặp các bạn lại sau. Bye bye các bạn. Chào.